Tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tổ chức khai mạc giải vô địch võ cổ truyền các câu lạc bộ toàn quốc lần thứ 12 năm 2023. Có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, giải thu hút gần 500 vận động viên nam nữ của 40 đơn vị đến từ 28 tỉnh thành ngành trên khắp cả nước, trong đó có nhiều vận động viên xuất sắc nằm trong top đầu võ cổ truyền Việt Nam. Khởi tranh từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 8 năm 2023, các vận động viên tham gia giải vô địch võ cổ truyền các câu lạc bộ toàn quốc 2023 thi đấu ở hai nội dung quyền thuật và đối kháng. Trong đó, nội dung đối kháng có 10 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ. Mỗi trận thi đấu kéo dài tối đa 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút đối với nữ và 3 phút đối với nam. Ở nội dung quyền thuật, mỗi vận động viên được đăng ký thi tối đa 2 bài thi quyền cá nhân và đối luyện. Giải võ cổ truyền các câu lạc bộ toàn quốc lần thứ 12 là một trong 20 giải quốc gia Bà Rịa Vũng Tàu đăng cai tổ chức trong năm 2023. Đây là dịp để các đội tuyển võ cổ truyền trong cả nước đánh giá lại năng lực của vận động viên, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên võ cổ truyền của Bà Rịa Vũng Tàu cọ sát, nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn từ các đơn vị khác. Ngay sau lễ khai mạc được tổ chức trang trọng ấn tượng, các vận động viên đã bước vào những thượng đài hấp dẫn quyết liệt ở nội dung đối kháng.